Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng năm 2022, có trên 1 triệu 800 ngàn lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đạt 30% so với mục tiêu đặt ra cho năm 2022, 5 triệu lượt. Kết quả này cho thấy vẫn còn những khó khăn trong thu hút khách quốc tế vào Việt Nam trong bối cảnh sau đại dịch. Hàn Quốc là thị trường khách lớn nhất với hơn 489.000 lượt, chiếm 26% tổng số khách quốc tế đến nước ta. Kế đến là Mỹ, Ấn Độ, các thị trường khôi phục cũng không đồng đều. Singapore và Lào có chỉ số giảm lần lượt 20% và 24%. So với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước đại dịch, thị trường du lịch nội địa đã phục hồi hoàn toàn với 86,8 triệu lượt khách. Riêng tại đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ đang có tín hiệu phục hồi du lịch tốt khi đón hơn 4,3 triệu lượt khách trong 9 tháng, tăng 111% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 3.095 tỷ đồng, tăng 135% so với cùng kỳ, đạt hơn 91% kế hoạch năm.